yêu đưa anh vào hạnh phúc. Em và anh yêu thương và hy vọng, yêu nồng say bên nhau tình yêu ngất ngây. Ngày vui hạnh phúc có em và có anh, bên nhau ta ước thề mãi yêu và yêu mãi, yêu thương trọn muôn đời. Ngày vui hạnh phúc có em và có anh, bên nhau ta ước thề mãi yêu và yêu mãi, yêu thương trọn muôn đời. Câu hát trong tim là bình minh rực sáng. Anh là tia nắng trong em.
vòng tay ngập tràn tình hạnh phúc. Hát đi anh khúc xuân hồng.
mộng thật nhiều. Mơ người yêu thủy chung, mơ tình duyên mặn nồng, trọn đời dài ngóng trăm năm bên lâu. Trong giấc mơ anh là hoàng tử, anh đến bên em thật tuyệt vời. Xanh xanh lên tình người, dòng sông xanh xanh lên nước mắt.
Vườn Câu thưa quý vị. Quý vị vừa thưởng thức của khúc truyền thống qua phần trình diễn của vũ đoàn Vườn Câu. Xin chân thành cảm ơn vũ đoàn rất nhiều. Chào kính chào công viên Hai Họ cùng tất cả các vị khách quý đã có mặt ngày hôm nay để tham dự và chúc mừng cho buổi lễ vô quy dành cho đôi trai tài gái sắc Thùy Dương sắm quyền cùng Duy Anh. Lời nói đầu tiên Thanh Hoài xin mặc phép thay mặt gia đình Hai Họ cùng cô dâu chú rể và những người thực hiện chương trình dịch vụ âm thanh ánh sáng hai lúa dịch vụ nấu ăn bé hai cùng ban quản lý hoa viên tiệc cưới Vườn Câu xin gửi đến toàn thể các vị quan khách lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành và lời chào mừng trân trọng nhất. Vâng, kính thưa Hai Họ, kính thưa tất cả các vị khách quý. Tình yêu là một đề tài rất đẹp và lãng mạn. Nhưng bên cạnh sự lãng mạn ấy, tình yêu còn là một kho tàng bí mật mà không có ai có thể hiểu hết được về nó. Nhưng có một điều trong tình yêu mà ắt hẳn tất cả chúng ta sẽ đồng cảm với nó. Đó chính là khát vọng của tình yêu. Mà khát vọng tình yêu của con người thì không bao giờ thay đổi. Chính vì lẽ đó mà ngày hôm nay chúng tôi muốn đưa đến tình yêu của hai bạn Thùy Dương và Duy Anh. Sau một thời gian tìm hiểu và yêu nhau, được sự đồng ý và đồng ý của đội hình gia đình, hai bạn đã chính thức chọn ngày hôm nay là ngày lành tháng tốt để tổ chức lễ vu quy. Và giờ đây tôi để quý vị có nhận lời hơn nữa, Thanh Hoài xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng hướng mắt về phía cộng hòa Hàn Quốc và cùng quên từng ngày những trạng thái tay thật lớn thật đồng nhiệt để cùng chào đón hai người đẹp nhất, hạnh phúc nhất trong ngày lễ vu quy hôm nay. Cô dâu Thùy Dương sẽ tuyên cùng chú rể Duy Anh. Em về với anh hết rồi áo tiền áo xanh, bây giờ em đã có anh là chồng. Vâng thưa quý vị, chúng ta đang chứng kiến hình ảnh đôi tình người đang tay trong tay, vai kề vai, hai trái tim hòa chung một nhịp, hai gương mặt rạng người đang dìu dắt nhau bước đi trên con đường của tình yêu. Trân trọng cảm ơn những tràng hoa tay của quý vị đã đưa đôi tình người này đến đài hoa hạnh phúc. Vâng, kính thưa Hai Họ, kính thưa tất cả quý vị khách quý. Dựng vợ gả chồng cho con cái là bổn phận và trách nhiệm, nhưng đó cũng là niềm vui và niềm hạnh phúc của các bậc làm cha làm mẹ. Thế nhưng trong ngày lễ vu quy hôm nay sẽ thật sự ý nghĩa và thiêng liêng hơn khi có sự chứng kiến và dự dắt của các đấng sinh thành và dưỡng dục. Sau đây chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị thành phần chủ môn Hai Họ. Về phía hoa nhà gái, chúng tôi sẽ trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Công Minh cùng bà Trương Thị Lợi là song thân của cô dâu, vinh dự là chủ môn họ nhà gái trên đồng hồ quý vị. Xin trân trọng kính mời ông bà. Và đồng đại diện hoa nhà gái, chúng tôi sẽ trân trọng giới thiệu và kính mời ông Đỗ Công Tuyến cùng bà Nguyễn Thị Trúc Tâm là song thân của chú rể, vinh dự là chủ môn họ nhà trai trên đồng hồ quý vị. Một lần nữa chúng ta cùng nhận một tràng pháo tay thật đồng nhiệt để cùng chào đón chị vị đại diện Hai Họ thưa quý vị. Vâng thưa quý vị, bằng diện trên sân lễ của chúng tôi giây phút long trọng ngày đây, nhà gái hân hoan mừng rễ quý, nhà trai hưởng hận đón dâu hiền, hai bên cha mẹ xung vầy, anh đi làm rể em về làm dâu. Một lần nữa đại diện chủ môn Hai Họ cùng cô dâu chú rể xin như mình kính chào toàn thể quý vị khách quý. Thank you.
miếng trầu miếng cau. Ngày xưa ngày xưa, chữ tình chữ duyên, ngày nay ngày nay, kết chặt vào trăm năm tình đôi lứa. Hai họ tình thông ra giờ khăn thiết, sẽ kết dây thơ hồng đôi lứa nên vợ chồng, son sắc son môi duyên trầu cau. Tình đang duyên thắm duyên nồng, thuyền đã sang sông đậu bến huyền ương. Đang đang tình đang duyên tốt duyên lành, hạnh phúc trăm năm không hề phai úa. Miếng trầu miếng cau, ngày xưa ngày xưa, chữ tình chữ duyên, ngày nay ngày nay. Miếng trầu miếng cau, ngày xưa ngày xưa, chữ tình chữ duyên, ngày nay ngày nay. Rồi mấy anh đứng đối diện.
rằng khi ba liệt sĩ thì mấy em cứ xét xét nhanh thôi các anh chị. Ok rồi, hai ba hai và mình chống hát được. Anh đối phụ ơi, woo! Ra lấy tiền à. Ra lấy công sức. Ra phát gì rồi. Ra chị phát là rồi, anh chị mình vô góc đó đứng. Rồi mấy anh trai nghe bao lì xì. Anh hôm nay cũng khỏe. Rồi ok nha, 1, 2, 3 tấm rồi, 2, còn đến 3 quăng 3 lịch sử đúng không ạ? Ủa, đáng rồi thôi. Không hiểu không? Đúng không? Hiểu không? Kiếm nhau cũng nhiều rồi. Thì muốn nhiều đúng không? Có, chụp hình đó không em? Con cá quả. Thôi mình kết chỗ cho người ta trao quả thì cứ mình hết. Thôi gia đình mình ra phía tiếng cả sau luôn vậy. Bước lên cao đi ạ, trả cái quả đi ạ. Thôi giữ luôn ạ. Rồi mình nâng cái quả lên luôn ạ. Rồi anh chị mình đi qua đi chị. Đó, chị qua đi chị. Rồi ok, rồi mình hạ xuống đi ạ. Rồi bên nhà cha mình không về. Rồi phía đây được mình ra, mời gia đình ra xe không đi ạ. Để tiêu phụ lên đây. Ngồi qua lấy thằng nhảy luôn. Đi nha. Để em ra phía xe luôn. Ủa rồi. Nhanh điện của mấy em. Cái này là khăn cho mấy em. Xin hai. Máy chụp đây luôn. Máy này. Máy này. Máy này á. Xe mà nằm trong này á. Đi ghê quá đi ra đường gì em. Đi anh em. Ớt quá. Chụp cái đi nha. Lên á. Xe mày đi. Hả? Đi hát vậy hả? Rồi đi luôn, đi luôn. Rồi mà gia đình mình đây di chuyển lên cái xe đi hả? Đây là đi xe hơi nha. Cặp kè luôn đi luôn. Ok. Bà nội đâu? Đó mình đi chỉ ra xe đi anh. Chỉ ra xe đi làm nha. Đó nghe Nguyên Thành luôn á. We'll be right back.
quay qua một cái Dương Dương ló cái mặt ra một chút Dương. Còn cái gì nữa? Buổi lễ tân hôn được long trọng hôm nay là do ông bà nam chủ hôm nay tổ chức, đã đem lại cho toàn thể phòng tiệc một niềm hân hoan đặc biệt. Vậy trước khi nâng chung hỷ cụ, tôi xin phép được đại diện cho họ nhà gái chúng tôi xin có đôi lời. Trước là chân thành cảm ơn ông bà nam chủ hôn cùng với quý ông bà cô bác họ hàng bên nhà trai đã đón tiếp họ nhà gái chúng tôi rất chu đáo và nồng hậu, cũng như buổi tiệc thịnh soạn hôm nay mà ông bà đã dành cho họ nhà gái chúng tôi. Để tỏ niềm hân hoan đó, tôi xin nhiệt liệt biểu dương cho Tân Lan đi quả là một bậc hiền năng, còn Tân Nương là một trang đức hạnh tài sắc vẻ còn vượng non đẹp lứa. Xưa nay há dễ ai tránh kịp chắc rằng trong mối lương duyên đầm thắm ấy còn nhiều và thật nhiều hạnh phúc chứa chan. Vậy một lần nữa tôi xin kính chúc cho quý vị được an khang trường thọ, sau nữa là chúc Thanh Lan cùng Thanh Hương, chúc cho đẹp vợ đẹp chồng, chúc cho nảy nở con rồng cháu tiên, giữ tình gắn với chữ duyên, trăm năm bền chắc trọn đời phong hoa. Và trước khi dứt lời, một lần nữa tôi cũng không quên xin kính chúc cho toàn thể quý vị có mặt trong buổi tiệc cưới hôm nay cùng với bộ khuyến được dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chân thành cảm ơn.